Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Mi Vlog nha. Hôm nay mình sẽ làm một video mới. Rất lâu rồi không có giao lưu cùng khán giả, cho nên cũng hôm nay có tiết mục mới, mình sẽ làm video gửi đến các bạn nha. Mùa Thanh Minh chuẩn bị, mình đang dán trước mấy cái này đang bán nè mọi người. Giấy này là giấy màu để mình dán lên trên những ngôi mộ đó ở quê mình, là ở Bạc Liêu á. Là mùa Thanh Minh mỗi năm là mình chuẩn bị cái này để bán cho những người dân, người ta mua người ta dán lên mộ nha. Đây là cái kiểu mới bây giờ nha, kiểu này hơi cao cấp. Còn cái kiểu ngày xưa thì người ta dán gời, dán gời từ tấm, còn tấm đâu gời không ta? Dán gời từ miếng gì nè, rồi ta dán lấy hồ, ta dán lên mã, dán lên mộ. Còn cái kiểu này thì mình gáp nó thành một cái bông ha. Đó, mặt sau này có keo hai mặt, gỡ ra mình dán lên, đó, gỡ ra cái mình dán lên mã là rất thuận tiện nha. Mà cái kiểu này thì cái giá thành nó hơi cao, nhưng mà nó đẹp nha. Đây mình đang làm đây, để mọi người xem nha. Đó. Công đoạn đầu tiên là mình gấp nửa cái bông là năm màu nha mọi người, nó mang ý nghĩa phong thủy ngũ sắc nha: xanh, cam, tím, hồng, vàng, thấy chưa? Năm màu với năm màu, nửa bên năm màu, rồi bên kia cũng năm màu, mình gáp lại. À, đây, đây nửa cái bông là năm màu nữa ha: xanh, tím, đỏ, vàng, cam. Rồi bên kia cũng vậy luôn, mình gáp lại thành nguyên cái bông. Rồi ngay cái tâm chính giữa này mình dán cái bông mai bằng vải lên ha. Có những bạn không ở những vùng khác thì không biết cái ngày Thanh Minh nha. Nhưng ở quê mình thì hàng năm đều đến tháng 3 là sẽ có ngày Thanh Minh. Giống như ngày lễ hội vậy đó, rất là đông nha mọi người. Người ta đi cúng Thanh Minh rất đông. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn là cách gáp bông ha. Mọi người nào rảnh ở nhà mua về gáp. Đây, nửa cái bông thì nó có năm màu nè, thấy chưa? Đây, tờ giấy dài mình xếp lại nè. Đó. Tờ giấy dài mình xếp lại nha. Xếp lại giống như nè. Rồi năm màu mình chụm vô. Rồi mình dùng kim bấm mình bấm nha. Đó, kim bấm. Bấm ngay đây cái là được nửa cái bông. Rồi mình làm thêm nửa cái bông nữa. Rồi đây là cách mình gấp thành một cái bông nha. Đây mình sẽ gấp lại thành một cái bông. Có hai cái chụm vô. Rồi, để ý là cho màu xanh nè. Màu xanh thì nó ngay theo màu xanh. Màu vàng nó ngay theo màu vàng. Màu cam nó ngay theo màu cam. Xong xuôi mình sẽ bấm. Dùng kim bấm mình bấm ngay đây một dấu. Nhưng ở mé bên đây một dấu nữa. Coi như là đã hoàn thành rồi. Đây mình sẽ bấm cho mọi người xem nha. Đó. Đây. Rồi xong. Được một cái bông rất đẹp. Rồi xong mình sẽ dùng keo hai mặt. Dùng keo hai mặt đây. Ở cái mép ở bên
để mình dán vô mộ, dán vô cái mộ thì mình dùng cái miếng bự hơn nha. Đó, miếng cỡ này nè. À, khi mình dán này mình lọt ra mình sẽ dán vô cái mộ ha. Còn cái mặt ở bên cái bông mai thì mình sẽ dùng cái miếng keo nhỏ hơn chút, bự hơn cũng được nhưng mà sợ hao keo thôi, nhỏ hơn chút cũng được tại vì cái bông này nó hơi nhỏ. À, mình dán bên đây cũng giống như bên kia ha, một mặt dán vô cái giấy màu, còn một mặt mình dán vô cái bông mai bằng vải nha. Đây là cái bông mai bằng vải, mặt này mình dán vô cái bông mai canh cho nó ngay trung tâm ha, nhìn cho nó đẹp. Rồi đã hoàn thành nha. Khi mà tới ngày mình đi cúng thanh minh thì những người thân đi cúng, đi theo cúng thanh minh đó sẽ trong gia đình nó sẽ dùng cái bông này để dán lên mộ, dán đều ra, nhìn cái mộ rất đẹp nha. À, mình biết có những vùng là không có cái phong tục cúng thanh minh cho nên mình đăng lên để cho bà con gần xa, những ai biết rồi thì mình tham khảo thôi, còn những ai chưa biết thì sẽ biết thêm về cái văn hóa của miền Tây mình nha mọi người. Ở Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng là ở cái, những cái nơi là người Tiều rất nhiều cho nên cái phong tục này là phong tục của người Hoa đó nha mọi người. Rồi bà con Bạc Liêu mình, Cà Mau, Sóc Trăng đồ mình cũng theo cái phong tục đó. Rồi video đến đây xin kết thúc nha. Chúc mọi người một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Ok, xin tạm biệt.